Trời ơi là trời. Đi xe Honda tưởng đâu đi xe máy rồi mà. Đó bỏ là bộ luôn, thua đi bộ luôn á. Giờ chạy về sao giống rồi. Thôi mày chạy ghê quá à. Đốc bên đây nè. Sợ lũi. Chạy đi, tao đi bộ. Trời ơi, gặp đạt chạy nhìn thương ghê. Chiếc xe kia đi chung với mình thì bị gãy cốt rồi bỏ rồi. Bây giờ hai chú chạy về hai chiếc xe khác rồi. Gian nan con đường làm thiện nguyện. Nãy cái hành trình, kể cho con cái hành trình mà văng cái bánh xe coi. Hồi nãy chạy hay là văng bánh xe là muốn tưởng đâu muốn văng xuống lại luôn rồi đó. Dạ hả? Rồi. Rồi chiếc xe để đâu rồi? Cái xe bây giờ gỡ người ta rồi, chừng này nữa mình đi về mình chở xe về đặng mình đi thay mới được. Văng cái cốt ra luôn hả? Văng cái bánh xe ra luôn chứ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ chuyển rau củ này đến khu cách ly ở xã Tân Mỹ. Và đây là cái số rau mà Nhẫn hôm trước hái ở nhà bạn Nhẫn. Cô ông cụ đu đủ cho nè, mồng tơi. Ở đây gạo thì được sự hỗ trợ của mạnh thường quân của chú Hùng ở Canada. Chú cháu phải ghé khu tập kết này để nhận thêm đồ để chuyển xuống khu cách ly cô bác quý anh chị. Được không? Xuống được chưa? Ở đây có cải muối kìa. Lấy cải từ mấy bọc không biết lấy rồi. Dạ. Ồ cải muối này ngon quá nè. Cải cô gửi dưới đường bọc. Dạ. Bác ba. Bác ở đây tập kết thì bác ba cho thêm bầu. Này bầu. Bầu đậu đũa. Bầu với lại đậu đũa. Đậu đũa. Hành. Với lại hành luôn. Ngò. Này ngò ngò thơm. Ngò gai. Đây gì chú? Đu đủ hả? Bây giờ đạt chạy đi nè cô bác quý anh chị. Rồi sau lưng thì cũng được một ít rau củ như thế này. Hả? Rồi tới cái khu lấy rau củ hôm trước nè. Hôm nay bao nhiêu ký hả chú Tấn ha? Dưa với sô đủ là lấy 500 bao nhiêu? Còn có hôm qua dặn khổ qua. Đó. Lấy khổ qua với dưa với đu đủ đây. Ha. Cho 500 đi, bây giờ chiếc xe nó hư rồi đó. Chiếc xe ngoài kia nó hư, chạy vô hai cái chiếc văng cốt hết chiếc rồi. Được rồi, chưa hết. Dạ đang vô. Của con là bao nhiêu tiền hả chú? Dạ vậy là con lấy là 250 dưa nè. Rồi 200 đu đủ. Với lại 50 ký khổ qua. Dạ. Này phân cho luôn hả vậy cô? Cho luôn nè. Ồ, tốt quá ha. Dạ, chị qua chị cũng cho nữa. Dạ. Chị chung cùng chung tay mà. Dạ. Tụng đâu tụng cái chuyển xe tụng. Tổng cộng bao nhiêu hả chú? Lát nữa tính con chuyển khoản cho chú. Ngân hàng nó bay hôm qua nay chưa mở cửa. Đây chú, hôm qua là thiếu 50.000 ha. À, 200 kg dưa là 33.500, 250 là 875, 400 kg đu đủ là 3.000, 200 kg đủ là 600, 50 khổ qua 2.000 kg là 100.000, củ 50.000 là 1.625, 50 kg nữa cô bác quý anh chị, ở 40 kg nữa, dạ, thêm 400 nữa ha chứ, dạ, cái là 1.765.000 thêm 43 kg dưa nữa. 40 kg dưa. Dạ. Trong giờ xe chắc lên 600 kg. Mà chiếc xe này chở được không trời? Cô bác quý anh chị, chiếc xe này hiện nay đang chở hơn 600 kg rau củ vào đây nè, một chiếc xe nè. Đó, mà chiếc xe này là chiếc xe tự chế của Đạt mới vừa hàng vô để mà chở đó. Không biết thì như thế nào đó, bây giờ thì chạy rồi sao à, thấy ì ạch quá. Một cái chiếc xe nữa thì của ông chú chạy bị gãy cốt luôn rồi, giữa chừng luôn. Chiếc xe này chạy nghi là chậm chậm thôi chứ chạy nhanh chạy không được luôn.
thì gồm có dưa leo, khổ qua, cải thìa. Chạy xe hơn đi xe đạp. Ê, ê. Gì đó? Được không trời? Đàn ơi, cho tao ngồi chỗ nào đi. Tao sợ quá. Cô bác anh chị nói thật chờ ra đoạn đường này chỉ có 2-3 km thôi. Hỏi Đạt, ngừng xuống Đạt ơi. Xuống Đạt. Xuống cái Đạt ơi. Tao thấy nguy hiểm. Trời ơi là trời. Đi xe Honda tưởng tao đi xe máy rồi mà. Đó, bỏ là bộ luôn, thua đi bộ luôn á. Quá nắng. Ở đây rất là nhiều luôn, cô bác quý anh chị. Ngồi luôn, nói thật luôn, tận đàn trai không dám ngồi luôn. Ngừng lại Đạt rồi. Dạ. Còn xa quá. Sao chạy đạt chạy không dám ngồi luôn. Không ngồi luôn. Giờ chạy vậy sao giống ngồi. Thôi mày chạy ghê quá à. Đây nè. Sợ lũi. Chạy đi tao đi bộ. Đi. Lỡ lũi không sao. Ê. Quá ghê. Xe mở hàng hồi sáng luôn. Giờ băng vậy đó. Giờ kêu mình ngồi mình không dám ngồi luôn. Theo cái cung đường này cô bác quý anh chị, trước đây thì Bùi Hồ có đi về cái mảnh đất tỉnh Hà Giang, thì có một cái cung đường gọi là đèo Mã Pi Lèng. Thì đèo Mã Pi Lèng là một trong những cái đèo mà nguy hiểm, coi như là cung đường nguy hiểm nhất của vùng đất Tây Bắc Bộ. Và hôm nay thì lúc đó thì Bùi Hồ cầm một cái chiếc xe gắn máy chạy, nhưng mà vẫn không sợ bằng cái cung đường này. Và cái cung đường này thì chạy cực kỳ nguy hiểm. Và với cái đoạn đường khoảng chừng 5 km, nhưng mà hai anh em phải chạy về gần 1 giờ đồng hồ. Trong cái đó có những lúc Bùi Hồ phải lội bộ và phải cầm những cái vật giao cũ như thế này đó. Và cái con đường này là con đường không phải là nguy hiểm mà rất là gồng ghềnh đó. Trời ơi, gặp Đạt chạy nhìn thương ghê. Chiếc xe kia đi chung với mình thì bị gãy cốt rồi, bỏ rồi. Bây giờ hai em chú chạy về hai chiếc xe khác rồi. Gian nan con đường làm thiện nguyện. Sao Đạt, cảnh đây sao rồi? Ở đây rồi. Dạ hả? Quá gian nan. Cô hai, nhà trồng được một cây chanh gửi cho 2 kg. Cô ít lòng nhiều. Cảm ơn cô hai. Ở đây nói thật với cô bác quý anh chị là mệt, nhưng mà cố gắng thôi. Anh em ở đây cũng có nản chí không chú? Cái xe kia mới xức cái bánh văng xuống sông mất tiêu luôn, kiếm không được, giờ thay xe này nè. Dạ. Làm thiện nguyện thấy gặp gờn không? Nó vui. Vui. Hồi nãy nói thiệt cô bác của anh chị, nãy là đạp mà chạy xe bằng Bùi Hồ đi bộ luôn. Và trời thì sắp mưa nữa kìa. Rồi, cố gắng thôi.
Dạ. Dạ chút lấy có hai. Quá mệt rồi. Đôi khi anh em sắp nản chí luôn nhưng mà cứ nung đúc tinh thần anh em lên thôi. Hiện nay thì sau hành trình gom rau củ của anh em thì hiện nay gồm có cải nè, đó, bầu, rồi khổ qua, dưa leo. Thì mồng tơi là do gia đình của Nhẫn, bạn giỏi gì Nhẫn y tế, trạm y tế Tân Bình tặng. Còn này là do cô ba, ông Bảy Kháng, cô ba Nhâm. Đó, còn đây là tổng cộng hai xe thì mình sẽ giao cho hai khu, một khu cách ly và một khu phong tỏa. Thì chia ra mỗi thứ là 100kg gạo và với lại rau củ. Và hai xe này mình sẽ đến Tân Thạnh, mình sẽ bỏ xuống trước một khu, rồi sau đó mình sẽ chạy tiếp khu ha. Hay chưa? Rồi. Ừ. Nói chung khá là mệt. Hồi nãy cái hành trình, kể cho con cái hành trình mà dăng cái bánh xe coi. Hồi nãy chạy là dăng bánh xe là muốn tưởng đâu muốn dăng xuống lại luôn rồi đó. Dạ hả? Rồi. Rồi chiếc xe để đâu rồi? Cái xe bây giờ gửi người ta rồi, chừng nữa mình đi về mình chở xe về đặng mình đi thay luôn mới được. Dăng cái cốt ra luôn hả? Dăng cái bánh xe luôn chứ, cốt vậy. Để trước cái vậy? Để có con quay hướng. Xe để người ta đẩy đi. Giờ không có chỗ mà đỡ đó. Dạ. Chỗ đâu để? Gần đó là bao nhiêu? Cậu 20 ký á. Tiếng em cũng đạt mua giùm 200 ngàn, 10 ngàn ký. Dạ. Mai mốt có nữa không? Có sao? Nếu mà có đi thành phố. Dạ. Gần này 10 ngàn ký. Gần này làm thuốc nè phải không? Ừ, đúng rồi. Còn cái gần non. À. Gần này gần già nè. Gần già. Gần già là gần ta trồng giống gọi phải không? Không, có cái đạo mà, ở dưới đó. Mà dẫu hình có mấy củ đó, mấy củ già già đó, còn mấy củ già ở dưới đó. Đúng là sau gian nan thì sẽ có nhẹ nhàng là có thiệt. Tại vì cuối cung đường bên kia là cực kỳ gập ghềnh luôn. Và bao đến đây đường là đại bằng thẳng là nhẹ nhàng hơn tí xíu. Và mình sẽ giao đầu tiên là khu cách ly của khu phong tỏa của xã Tân Thạnh, và sau đó là khu cách ly của xã Tân Mỹ. Đây. Bây giờ vậy nè, cái này là mình chuyển 100kg gạo thôi, với lại phân nửa rau củ thôi nha. Rồi, rồi bây giờ ở trong đó thì dạ. Xuống vậy đi. Rồi ở trong đó thì không có cho quay phim cơ quan nhà nước. Rồi. Nên mình sẽ chuyển phân nửa cô bác quý anh chị. Lý do là ở trong cái khu phong tỏa hiện nay rất là nguy hiểm luôn, và mình chỉ giao cái này cho ủy ban thôi, và ủy ban sẽ đi xuống phát cho trong kia. Mình sẽ giao 100kg gạo với lại đây là trong ủy ban của xã Tân Thạnh cô bác quý anh chị. Mình sẽ giao đây một mớ và xuống khu Tân Mỹ một mớ và quay cho cô bác quý anh chị xem, với lại 100kg gạo trong kia nữa. Mong ở đây thì sớm vượt qua đại dịch. Rồi chúc anh chị sức khỏe ha. Lúc nãy thì Bùi Hồ đã giao một phân nửa 100kg gạo và rau củ cho khu phong tỏa của ủy ban xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì Bùi Hồ với lại Đạt với lại một người chú và một người dượng chuyển vào khu cách ly của xã Tân Mỹ, huyện Ninh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì giao tổng cộng là 200kg gạo. Thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đã ủng hộ cho kênh Bùi Hồ. Và Bùi Hồ sẽ cập nhật danh sách này ở cuối đoạn clip nha cô bác quý anh chị. Mong cô bác quý anh chị xem đến hết clip để có thể ủng hộ cho Bùi Hồ thêm có nhiều lượt xem. Rồi, chạy vô đây luôn đi, đằng Kiên cho dễ. Chạy vô. Được không? Được. Chạy vô đây nè. Ở ngoài này đi Hồng ơi, quầy xe khó lắm. Mấy bộ. Không. Dạ. Đi mấy bộ. Dạ. Nào bộ. Thịt cái con. Thịt đi. Rồi. Cho em bên đây. Ở bên đó là cách ly bên đó. Tôi cũng ở Tân Bình đó nè. Tôi anh rể anh Thạc anh biết không? Này anh Tiền về công an Bình Tấn đây không anh? Công an thì tôi không gần lắm. Đây Tân Mỹ mà. Đây Tân Mỹ. Đây. Có gạo đó. Ôi, chú Thạc ơi.
Ôi da, đang cơm hết rồi. Cơm hết. Dạ. Xuất xe này xong đi cái chạy tới với ông. Em cái này là bếp ăn đó dựng ta. Ô, ăn vô kể. Ô, bao gạo xách vô cho chú. Rồi, một bao rồi, còn đang bao. Còn đang bao nữa. Xách vô luôn được rồi. Cái này dắt bao gạo vô luôn thôi. Quay luôn đi, chị đang đứng nè. Dạ, em đang quay nè. Dạ hả, chị xách lên TV đó. Chị cũng nhiệt tình không đó. Nặng lắm á. Em xin ginh phụ vô đây cho chứ phụ nữ không mà. Chút qua qua ginh bên vô đây nè. Ginh vô cho biết ăn đó chú. Có người nam nào không? Có. Có nam đây, có nam có nữ mà. Rồi, đổ quá. Đu đủ này nấu canh ngon á chú. Đu đủ này nấu canh với thịt đó. Không có nấu canh với thịt, canh với canh giò. Nãy tính chặt mấy một măng ở nhà đem theo nữa rồi, không biết có ai ăn không rồi. Nãy trước khi đi điện thoại đây thì nó nhắc cho. Con có nhắc cái gì đó. Chị em kiếm gì đó nhắc cho. Cái ca đâu ta? Ca đỏ mút mút ở đây rồi đâu rồi? Không biết nữa. Nói chung là người chung tay góp sức. Dạ. Mỗi một ngày cái khu này là nấu 400-500 phần ăn á, thành thử là nguyên ngày á, buổi sáng là 200, buổi chiều là 200-300 nữa. Thành thử là nó khoảng 500 phần ăn. Dạ, cái số lượng phải nói ghê gớm thiệt. Mình tiêu thụ mạnh lắm. Tiêu thụ mạnh 500 người mà 500 phần ăn mà. Nhiêu đây là hơn ngày hả chú? Ôi ôi. Ai ta. Nói chung là do đến đây là cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mặc dù là nó hơi gian nan tí xíu. Bây giờ còn lo cái là dạy kiếm cái bánh xe. Thôi Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video tiếp sau. Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân cô bác đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Và Bùi Hồ sẽ cập nhật danh sách mạnh thường quân ủng hộ cuối clip. Xin chào và hẹn gặp lại.